Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Hàng Hot Thái Thắng. Thì hôm nay mình xin giới thiệu đến mọi người một sản phẩm, đó là cái ống nhòm ha, ống nhòm ngắm cảnh. Thì sản phẩm này thuộc thương hiệu của thằng Vũ Công của Nga, này ráp ở Belarus nha mọi người. Đây, Vũ Công Nga ráp Belarus. Và cái mã của nó là Futurist 20x50 mọi người. 20 là cái độ phóng đại và 50 là cái đường kính của nó ha. Này, độ phóng đại của con này rất là lớn. Và cái đường kính thì nó cũng lên đến 50, nó sẽ giúp mình quan sát được bao quát cái khung cảnh hơn ha. Và cái mã của sản phẩm, cái mã trên web của mình là 22035 ha. Đây, thì về chức năng chính của hàng ống nhòm này á, thì ngoài chức năng ngắm cảnh thì mình còn sử dụng để mà leo núi nè, leo núi hoặc là đi săn bắn, chèo thuyền, hoặc là ngắm bia trong bắn súng ha, hoặc là quan sát các trò chơi thể thao như là bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ gì đó. Ngoài ra thì còn có chức năng là ngắm thiên văn, ngắm cảnh ha, ngắm thiên văn. Tại vì hàng này nó có độ zoom và độ phóng đại rất là cao, nó có thay thế được cái dòng kính ngắm thiên văn bình thường ha. Rồi, thì hàng này nó được trang bị những chức năng mới như là kính elite và được tráng phủ True Color, nó sẽ giúp cho cái hình ảnh của mình được chi tiết và sắc nét hơn. Đây, thì không nói nhiều nữa thì mình sẽ mở hộp cho mọi người xem cái sản phẩm này ha. Thì về phụ kiện ở bên trong thì có cái dây đeo ống nhòm. Thằng này làm bằng xốp, đây rất là mềm, mình đeo trong thời gian dài nó không có bị đau cái vai, đau cái cổ của mình ha. Bên trong thì có cái túi đựng được may rất là đẹp, có thương hiệu của Vũ Công. Đây, cái túi đựng này cũng có dây đeo này. Xem ở trong có gì nữa. Thì ở trong có cái hướng dẫn sử dụng ha, cấu tạo và cái thông số kỹ thuật của nó. Đây mọi người, 20-50 đây. Và cái độ phóng đại là 20, đường kính là 50 ha. Cái trường nhìn tại 1000m là 56m. Thì cái trường nhìn này nó rất là rộng, nó giúp mình quan sát được cái bao quát cái khung cảnh và quan nhìn trong cái khoảng thời gian dài mà không có bị bó mắt ha. Đây. Rồi, bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cái sản phẩm. Đây. Thì ở trong còn có cái khăn lau kính nha mọi người. Đây ha. Đây cái sản phẩm của mình đây. Thì cái mã của nó là Vũ Công, thương hiệu Vũ Công Futurist 20x50 ha. Và ở ngoài đây nó có dán một số cái tính năng, một số cái công nghệ mới này, như là kính elite và tráng phủ ha, hồi nãy tôi nói rồi. Thì thằng này thiết kế nó rất là gọn, thiết kế theo dòng Boro ha, nó cong dòng cổ điển nè. Nó sẽ giúp cái đường nhìn mình rộng hơn. Đây. Còn nắp bảo vệ thì nó sẽ dính liền với cái thị kính, đây, không có bị rớt ra trong quá trình quan sát ha. Đây, thiết kế rất là đẹp, ở dưới cũng vậy, nó cũng thiết kế dính liền luôn. Đây. Còn về chất liệu kính thì Vũ Công xưa giờ làm hoàn toàn pha lê nha mọi người, kính rất là sáng. Đây ha. Còn về cái việc tráng phủ á, thì đây, tráng phủ True Color, nãy mình có nói nữa rồi. Đây, Manier True Color ha. Thì nó sẽ giúp được tiếp thu được nhiều ánh sáng ở bên ngoài truyền vào và tăng khả năng tiếp nhận ánh sáng á, tăng cường cái độ tương phản và cái độ phân giải của hình ảnh mình quan sát được ha. Nó giúp cho hình ảnh được sắc nét, chi tiết, trung thực ha. Đây không? Thì đây. Còn về ở ngoài á, được phủ một lớp cao su ha, nó tăng cường khả năng bám dính. Đây, giúp mình cầm mình thoải mái, nó không có bị rơi rớt trong quá trình cầm, trong quá trình quan sát ha. Đây. Còn về cái lấy nét thì đây là hệ thống lấy nét trung tâm nha mọi người. Đây, lấy nét trung tâm, lấy nó rất là mượt và chính xác ha, nó này thằng trung tâm này lấy nét rất là nhanh.
đây rất là nhẹ nhàng và mượt ha. Còn đây là phần cân chỉnh cân bằng mắt, như mắt mọi người có bị cận bị loạn rồi người xoay đây ha, để cân bằng giữa hai con mắt của mình. Đây, nắp bật nắp đậy rất là tiện, nó bảo vệ ha. Đây mọi người, thì ngoài cái dòng ống nhòm du công này, mình có kinh doanh các dòng của hàng Bushnell của Mỹ, hàng Konut của Ý, hàng Steiner của Đức và Dresser của Đức ha. Thì về ống nhòm thì mình có rất là nhiều cái thương hiệu, thì mọi người cứ lên cái trang web của mình và tham khảo các sản phẩm trên đó. Trang web của mình là điện tử thắng.com hoặc là ống nhòm.net ha, hoặc là mọi người có thể đến trực tiếp và tham khảo ở showroom số 12 ngõ 151 Hồng Hà, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội. Ở đông miền Nam là 129 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh ha. Hoặc là mọi người có thể gọi điện và bên mình sẽ tư vấn qua số điện thoại là 0912245244 và 0974444097 ha. Thì các thiết bị quang học thì ngoài cái ống nhòm thì mình có các dòng kính thiên văn, kính hiển vi, nó rất là nhiều. Và ngoài ra thì bên mình còn có kinh doanh các dòng đèn pin siêu sáng, các dòng thiết bị đo lường trong công nghiệp ha. Đây, thì có gì thì mọi người cứ tham khảo các sản phẩm trên trang điện tử thắng.com hoặc là nhầm.net, đèn pin led.net ha. Đây, thì bây giờ thì mình sẽ kết thúc cái video tại đây ha. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau.